sôm chim rê sô nâng sơ sơ con co tặng ọc nia ta con sọc sơ bài chư tay con Cha nè kêu sân khâm ta con tặng ọc nia nâng sọc sơ bài tặng ọc nia nâng con á Cha hai môn nâng con châu riêng ta con ban thuần nà mai khương pra nâng ban liên sâm át đây rồi bỏ con ban nhượng nhóm hai đình nè con Cha cầu bà cài con cha cơ con trai chơi liên sâm át đây rồi bỏ con chia bỏ trăm nâng con á Cha chân nâng thang ngay đi ta con ban triêm sôm phê rẻ rơ hai đình nè con Triêm á hai nâng con á Ta xong phải đẹp xong lạc sắc xa cho mùa nè kêu thằng ngày nít mình là bói khá đại con Cha cơ mình sẽ phẩu bốm khu mạc đáy bằng tốt cho lúc vượt nâng cả đá chân ưu đó con á Cha cô bật chụp cài nâng chân lạc bản tên Ta con đang đại tế con ta thằng ngày nít cứ chơi thằng ngà bói Thằng ngà ăn kia nè con á Cha anh chăng chơi riêng rô thằng ngà ăn kia nâng nông mang tí bì Ta con chăm đại tế con ta nè kêu mừng đến một buổi chiều bói Mình con á chăm mấy con Cha cứ một vị trí cả nạch vị trí nữa con á Cha anh chắc muốn nâng chỗ đo mê đi nè Kru nâng nóm con tặng ọc nế Cho rùm an ngay khai nâng rùm lật lây tặng ọc nế Con chẳng an này con Cha chẳng an Anh chẳng con nâng cười tròn khuôn đặt đầy lượt tóc Mơ mô cả đá khiến An ngay khai nâng rùm lật lây chung mùi nè Kru tặng ọc nế nè con á Cha anh chẳng chập đá ấm Thằng ngay ọng kìa Đọp rối Khai cả đất Chnam chút Tô sát Phút tật sạng cà rai Phi bôn pram rồi học dập buôn Trớ nâng thang ngay tỷ đớp Khai vô chờ cá Chnam phi bôn một phầy Rúm lật lệch Lệch muối Lệch bí Lệch bấy Lệch buôn Lệch pram Lệch pram muối Lệch pram bí Lệch pram bấy Lệch pram buôn Lệch đập Lệch đập muối Lệch đập bí Lệch đập bấy Lệch đập buôn Lệch đập pram Lệch đập pram muối Chá, con phụ chìa bà cài mình tên Anh chăng ở bên con bàn chờ anh thằng ngày khái Nâng rùm lực lây cho mùi nạ kêu rồi hai nữa con á Chá, chăng con chưa rùm tết đây ở chá cho mùi nạ kêu từng ọc nế Chá, chập bà đám Mùi bì bầy Mùi bì bầy Ất cha Cha con bật chìa bà ca nâng chả lại bản tên Cha anh chân thằng ngày ní nè kru con bên mê riêng mộng bưng riêng con tầng ngọc nịa đá Bần tay mô nâng chỗ đo mê riêng nè kru nâng xua rùm lực ẩm bì mê riêng chá Đã con bán sát sang cho mùi nè kru đưa hai nơi thằng ngày một nè con á Cha anh chân con nè chăm đại tế con Cha mê riêng lệ Đại nè kru bán bưng riêng con Tiên đo lệ bần mán hai con Mê con nè chăm khá con Chà, cứ đo lấy Đọc ra mùi nè con á Chà, chăm mê con nè Chà, chăm đại thì con lấy đọc ra mùi Mình lấy bằng mạng khá Chà, cứ miên lấy Mùi Nâng lấy Ra mùi nè con á Chà, chăm con mơ lấy nơi lược đá khiền Con sẽ con lấy đọc ra mùi ọt con Chà, lấy đọc ra mùi nơi cái lấy nè con Nơi hàng trong kê nè con á Chà, chả là mạng tên Chắc con chưa rùm an tặng ọc nế Lệch đọc pram mùi Lệch đọc pram mùi Lệch đọc pram mùi Chà, hãy coi tặng ọc nế con chè sơ xây lệch đọc pram mùi hai rừng nữa con Chà, chè sơ xây tặng ọc nế con á Chà, chắc con đăng đặt tới con ta thằng ngày ní Nè kru lực dột chà Mê riêng ở với một bằng riêng con bằng tò tiết Ất tận đăng ý con á Chà, chắc con chưa rùm mơ nơi lực đặc hình cho mùi nè kru tặng ọc nế bằng tiết Chà, thằng ngày ní nè kru lực dột một vị trí kẹt nợt vị trí Châm non chứ xong qua lệch đọc ra mùi tỏ Chà, chắc thằng ngày ní nè kru bằng tỏ mê riêng Lệch đọc ra mùi bằng tỏ tiền nè con á Chà, chân chọn đăng ta thằng ngày ní Chà, nè kru lực dột châm nè bây mực sạc xá Con chưa rùm mơ nơi lực đặc hình cho mùi nè kru tặng ọc nế Chà, con khơi miên ở với nè kru tặng ọc con Chà Con sủa lấy tặng ơn đi hai nữa con Chà con sủa con á Chà anh chân đặc trưu sủa con Chà mình tịnh Chà nâng ta con tặng ơn đi chăm Chà ban cho ba đài đề tê nữa con á Chà Lấy đi lấy bằng mạng nè con Chà lấy đọc ra mùi nè con á Chà lấy khả ní Chà lấy đọc bì Chà lấy khả ní Lấy Đọc mùi Chà lấy khả ní bình Lấy Đọc buôn nè con á Chà, bà cài mến tên Chân con sủa lệch đem mình được nông bỏ ốc lạc lạc nè con á Chà, chân buôn nâng cho đôi chùm nói Chà, đây nè kru nâng bùng riêng con Chà, nè kru chân ai cô tặng ốc nì á Chà,
អានលេខជាមួយអ្នកគ្រូសិនកូនចង់អានទេកូនចាចង់អានទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូអានជុំកូនហើយកូនអានតាមក្រោយជាមួយអ្នកគ្រូឲ្យលឺៗទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងចាប់ដើមលេខ16លេខ16លេខ16ចាអញ្ចឹងកូនអាយលឺៗម្ដងទៀតកូនម្ដងទៀតចាលេខ15លេខ15លេខ15ចាកូនអាយលឺៗម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតចាលេខ11លេខ11លេខ11ចាកូនអាយលឺៗម្ដងទៀតកូនសុំឲ្យលឺៗចាលេខ12លេខ12លេខ12ចាកូនអានម្ដងទៀតឲ្យលឺឮចាលេខ16លេខ16លេខ16ចាកូនអានម្ដងទៀតឲ្យលឺឮចាលេខ16លេខ16លេខ16ចាកូនអានម្ដងទៀតកូនឲ្យលឺឮចាលេខ16លេខ16លេខ16ចាកូនអានម្ដងទៀតឲ្យលឺឮចាលេខ14លេខ14លេខ14ចាកូនអានម្ដងទៀតឲ្យលឺឮចាចុងក្រោយលេខ16លេខ16លេខ16ចាងចុះកូនអាយលឺឮចំនួន3ដងម្ដងទៀតឲ្យលឺឮចាប៉ាកែមែនតើអញ្ចឹងបែរមិនកូនបានអានចាលេខចាជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយដែរកូនណាចាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគូវងជុំវិញលេខ16កូនតន់ដែរកូនចាចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូចាអើកូនទាំងអស់គ្នាគូវងជុំវិញលេខ16កូនស្គាល់លេខ16ហើយណាកូនចាកូនបានអានមិញកូនស្គាល់ខ្លះខ្លះហើយកូនណាចាអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមគូវងជុំវិញលេខ16ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាតោះចាប់ដើមចាអញ្ចឹងកូនមើលមកជួរខាងលើជួរទី1ចាលេខប៉ុន្មានកូនចាលេខ16ចុះលេខខាងនេះលេខ15ចុះលេខខាងនេះវិញលេខ11ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងជួរទី1តើមានលេខ16ដែរទេកូនចាមានណាកូនណាមានលេខ16ចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាគឺមានចំនួន1ណាកូនណាចានៅកន្លែងណាកូនខាងមុខគេណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូវងជុំវិញលេខ15 1ចាអញ្ចឹងកូនតន់ណាកូនចាតន់ណាកូនណាលេខនេះយើងគូអត់កូនចាអត់ទេចុះលេខនេះក៏អត់ដែរណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនមើលមកជួរទី2ចាលេខប៉ុន្មានកូនចាលេខ12ចុះលេខខាងនេះចាចុះលេខខាងនេះវិញចាអញ្ចឹងនៅជួរទី2តើមានលេខ16ចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាគឺមានចំនួន2ណាកូនណាចាលេខ16នៅកន្លែងណាកូនចានៅកណ្ដាលគេណាកូនណាចានៅកន្លែងណាទៀតកូននៅខាងចុងគេទៀតណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូវងជុំវិញលេខ16ចាអញ្ចឹងយើងនៅសល់ជួរទី3ចុងក្រោយណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នានៅជួរទី3មានលេខ16ចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាគឺមានចំនួន2ណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងគូវងជុំវិញលេខ15 1 15 1ចាអញ្ចឹងលេខនៅកណ្ដាលគេនេះចាមកបញ្ជាក់អត់គូកូនចាដោយសារវាមិនមែនជាលេខ16ទេណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនបានគូវងជុំវិញលេខ16បានរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែអត់តឹងថាកូនគូបានត្រឹមត្រូវចាហើយឬនៅទេអញ្ចឹងកូនជួយរួមមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអានឲ្យលឺឮលេខ16លេខ16លេខ16លេខ16លេខ16លេខ15 1ចាអញ្ចឹងកូនបានគូវងជុំវិញលេខ16បានត្រឹម
trời gọi hai đứa con á chán chân con rộp mà con ta con cung lệ đọc ra muối mang chùm luôn mà lệ đây con chà cho rung rộp cho mùi nè cửa từng ọc nè muối mang chùm luôn mà lệ đây con chà cứ mang chùm luôn pram pram lệ nè con á chà bà cài mẹn tên chán chân trong chùm này đi ta coi từng ọc nè toàn hai đứa nè con con chết cung bông chung vinh lệch đọc ra mỗi hai đứa nữa chá ạ con mạnh tên chàng chân trọng chùm lệch này cứ trợ bán bằng chọc bằng tay để cựu công viên chùm lệch bằng tố một bằng hành con chạm bằng tờ tiếp phòng đáy chắc con chết rung mơ đây là đặc hiện mùi chùm hiện tiêu chùm mùi đã cựu từng ọc này chàng con khơi miên ở vậy đấy con chàng khơi miên rục hiệp chùm luôn phí nè con á con score đây để tế con ta chỉ rục hiệp vậy chàng cứ chỉ rục hiệp thay cơ nè con á ផ្លែក្រូចមានចំនួនប៉ុន្មានផ្លែកូនចាគឺមានចំនួន2ផ្លែចាអញ្ចឹងកូនដឹងដែរទីកូនតែចំណុចនេះអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីបន្តទីកូនអត់តន់ដឹងទេណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនចូលរួមស្ដាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូអានជូនកូនចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីចាចូលរួមចាស្ដាប់អ្នកគ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាចូលបងអូនផាត់ពណ៌រូបភាពណាដែលមានលេខ16ចាម្ដងទៀតចូលបងអូនផាត់ពណ៌រូបភាពណាដែលមានលេខ16ចាអញ្ចឹងកូនតន់ណាកូនចាអញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពទាំងពីរនេះតើមានលេខប៉ុន្មានខ្លះកូនចាមានលេខ15និងលេខ16ណាកូនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងកូនធ្វើការផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពដែលមានលេខ16កូនចូលរួមអានលេខដែលមាននៅលើរូបភាពជាមួយអ្នកគ្រូសិនណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនចូលរួមស្ដាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាលេខ15លេខ15ចាកូនអាយលឺៗម្ដងទៀតសូមឲ្យលឺៗចាលេខ16លេខ16ចាកូនអានម្ដងទៀតឲ្យលឺៗចាបកកាយមែនតើចាអញ្ចឹងកូនបានអាននិងបានស្គាល់លេខទាំងពីរនេះរួចហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពណាដែលមានលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺមានលេខ15 1ណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពចាទាំងពីរនេះតើរូបភាពមួយណាដែលយើងត្រូវផាត់ពណ៌លើកូនចារូបភាពមួយណាចាមួយនេះមែនកូនចាអត់ទេខាងនេះមែនកូនចាបកកាយមែនតើចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពដែលមានលេខ16កូនមើលទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងគូជួយមើលអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើការផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពដែលមានលេខ16ចាហើយណាកូនចាហើយកូនណាចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះតើកូនទាំងអស់គ្នាតន់ហើយឬនៅកូនកូនចេះផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពដែលមានលេខ16ហើយនៅចាចេះទាំងអស់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនដែរអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនថ្ងៃនេះគឺសន្និមត់ថាចាប់ត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែមេរៀនយើងគឺអត់តន់ចាប់ទេចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូសួររំលឹកកូនឡើងវិញតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីចំណុចអ្វីខ្លះកូនចាចំណុចទី1គឺអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាគូវងជុំវិញលេខ16រីឯចំណុចទី2គឺអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពណាដែលមានលេខ16ផងដែរចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចេះគូវងជុំវិញលេខ16និងចេះផាត់ពណ៌ទៅលើរូបភាពណាដែលមានលេខ16ផងដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មិនភ្លេចកិច្ចការសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាធ្វើផងដែរចាអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើកិច្ចការដែរអ្នកគ្រូដាក់ជូនកូនដែរទេកូនចាអញ្ចឹងមកកូននៅផ្ទះកូនជួយរួមបើកសៀវភៅបុរេគណិតមតីកម្រិតមជ្ឈមឆងមាសទី1ចាអញ្ចឹងកូនបើកនៅទំព័រទី60ចាកូនបើកនៅទំព័រទី60កូននឹងឃើញកិច្ចការនៅក្នុងសៀវភៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានចំណុចនេះជូនកូនចូលបងគូវងជុំវិញលេខ16ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការមួយនេះកូនមិនខុសពីចានៅលើក្តារខេននៅអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនអំពីមែនដែរចាចានៅអ្នកគ្រូសង្ឃឹមតែកូនទាំងអស់គ្នាចាចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរកូនទាំងអស់គ្នា
ឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅកូនណាចាអរគុណជម្រាបលា